feel like a papa chewy. This how we do. Yeah. Bella Vogue, I know it, bitch. Mẹ mày thấy ai đồ mõ mày, còn bản lĩnh thì về Hải Dương bắt nhau anh em bọn tao thế nhá. Xe mà nó mê xe ấy, không bao giờ nó cho thằng khác sờ vào xe và cũng không bao giờ đi cắm xe luôn, nhất chết nó sẽ không cắm xe anh em không? Tức là sao? Nó ngã xe nó còn quan tâm cái xe hơn cả nó bị đau là anh em phải biết là nó yêu xe như nào. Chồng em cứ như một. Một gì cơ? Một. Một gì? Một bông hồng xinh tươi tắm trong nắng cơn xa.